Kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Thôn Nữ Miền Tây nha. Ngày hôm nay thì con cùng với Lê Út Nhàn hiện tại đang có mặt ở ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để mà đại diện cho mạnh thường quân, đó là anh Lê Quang Nhiêu. Rất là vui khi mà hôm nay sẽ được đến thăm những hoàn cảnh gia đình, hiện tại là những cụ ông, cụ bà lớn tuổi nhưng có hoàn cảnh khó khăn để mà gửi tặng những cái phần quà Tết. Và bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng hai chị em đứa con đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên là hoàn cảnh gia đình của bà Tư Muội. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nha. Dạ, vô nhau. Các bạn. Dạ, thưa bà Tư, con mới tới. Dạ. Bà Tư, năm nay bà Tư được nhiêu tuổi rồi? 85 rồi mà có 82 à. Dạ, vậy là ở trong giấy nó làm sụt tuổi lại. Dạ, cái mặt của bà Tư chỗ cái mũi đó là nó bị sao vậy bà Tư? Nổi một bú ở đó. Rồi bà Tư có đi khám hay là... Đi khám mà giờ thành bố mà ta không chịu mổ. Không chịu mổ. Người ta có nói là sao không mà không chịu mổ hả bà? Bú hiền. Dạ. Rồi không mổ cứ để vậy hoài luôn. Rồi họ có cho bà uống thuốc không? Có, tôi uống quần hầu đó uống hoài. Mỗi ngày mỗi uống. Dạ. Còn bây giờ thì sao? Giờ sao hết ra đi rồi. Giờ không thì... có đi vậy nữa. Giờ không đi nữa. Bà bị bao lâu rồi bà còn nhớ không bà Tư? Hả? Bị bao lâu rồi? Lâu rồi, 10 năm rồi. Vậy là cũng khá là lâu rồi. Dạ. Ngoài cái bú nổi ở trên nó ra thì trong người bà Tư có khỏe không hay là có bệnh gì không? Hồi đó nó còn mạnh đó, còn mổ lỗ mũi nè. Dạ. Mổ hết lần rồi. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ sức khỏe của bà Tư tốt không? cũng còn tốt cũng còn tốt nha. Dạ. 84 tuổi rồi mà còn khỏe, con nghe nói vậy là con mừng lắm rồi. Dạ. Hiện tại thì bà Tư ở đây với ai? Ở với thằng con Út. Dạ. Rồi con bà Tư đi làm rồi giờ có mình ở nhà vậy đó. Dạ, hả? Đi làm. Dạ. Rồi không biết là hồi lúc mà trẻ thì bà Tư có làm gì không bà Tư? Hồi lúc trẻ bà Tư có làm gì không? Đi mần này kia hả? Đi làm thuê. Ai thuê gì thì làm đó. Dạ. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi không có làm được nữa thì chỉ trông chờ cho con cháu thôi. Dạ. Rồi con bà đi làm như vậy thì có đủ để mà trang trải chi tiêu ở trong nhà không? Thì đáp đổi đủ vô đó vậy. Dạ, vậy là cũng đáp đổi qua ngày ha. Dạ. Dạ. Bình thường là mỗi khi mà Tết đến xuân về thì nhà bà Tư có trang trí hay là mua sắm thêm những cái gì không bà Tư hả? Không có sắm thêm cái gì hết trơn. Không có mua sắm gì hết trơn á hả? Vậy rồi mình ăn Tết sao bà Tư? Mình ăn Tết sao bà Tư có thể chia sẻ với lại con với lại chị Nhàn được biết không? Mỗi năm nhà mình đón Tết là bình thường là vào ngày nào là bà Tư sẽ đi chợ về nấu cơm cúng ông bà nè. Nấu cơm cúng ông bà vậy cơ. Vậy là chỉ nấu cơm cúng ông bà thôi. Rồi Tết nhất thì con cháu khi mà ai lại thăm thì có tặng gì thì tặng chứ mình cũng không có mua sắm gì hết trơn. Dạ. Vậy là hiện tại là nhà mình cũng chưa mua gì luôn. Chưa mua luôn. Nãy giờ con thấy bà Tư nhìn qua nó hoài à. Thích không? Bà Tư có thích không? Thích. Dạ. Đây là cái phần quà của mạnh thường quân, đó là anh Lê Quang Nhiêu gửi tặng cho bà Tư nha. Đây con để qua đây cho bà Tư cùng ngắm nhìn với lại tụi con nha. Dạ. Bà Tư xem thử có đẹp không? Đẹp. Dạ. Năm nay là năm con mèo nè. Trong phần quà con đã nhờ cái chị bán gói được có cái hình con mèo vô nữa. Nhìn rất là đẹp luôn. Nha. Một cái phần quà như thế này thì chỉ giá là 500.000 đồng của anh Lê Quang Nhiêu gửi tặng đến cho bà Tư nha. Dạ. Bà Tư có muốn nói gì với anh không? Có muốn nói gì với anh không? Cảm ơn anh đi. Nói gì vậy? Cảm ơn đi. Biết nói gì vậy? Dạ. Bà Tư cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến anh đi. Cho tôi về con cảm ơn rồi chứ. Dạ, thì bà Tư giờ này là cũng khá là vui luôn. Cho nên nó là cũng có nhiều xúc động. Không biết nói gì hơn thì cũng chỉ biết gửi lời cảm ơn đến anh Lê Quang Nhiêu thôi. Dạ, hy vọng là cái phần quà Tết này cũng sẽ đại diện cho anh chị em tụi con, là đại diện cho anh Lê Quang Nhiêu chúc Tết cho bà nè. Rồi với một cái niềm mong muốn đó là chúc cho bà một năm mới sẽ được an khang thịnh vượng, nhận sự như ý nha. Dạ. Gia đình tiếp theo mà hai chị em đến thăm là hộ gia đình của Út Đèo. Thì bây giờ xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong thăm bà cùng với hai chị em nha. Rồi. Dạ. Dạ, chào chú. Dạ, thưa chú không mới tới. Dạ, con chào bà. Dạ. Chào bà ạ. Dạ, chú ngồi bên đây với hai chị em con luôn nha.
Qua qua đây đi chú. Cho chú ngồi với bà đi. Ờ. Chú ngồi giường với bà đi. Em ngồi ở đây đi mấy ngon. Cái này thì em dẫn dưới này nè. Rồi. Con thấy ở phía trước nhà chú là đang có cái bàn thờ của ông hay gì em chú? Ông mất năm 6 tháng rồi. Dạ, con cũng xin chia buồn với gia đình. Dạo này sức khỏe bà tốt không bà? Đã đỡ vậy chứ không mệt chừng nào, nó mệt bị tim đủ thứ mà không trơn ơi cô ơi. Dạ, bà bệnh sao mà mình không đi tới đi lui được bà? Hai cái giò không biết cách làm sao mà đi không được. Dạ. Rồi mấy ông bác sĩ thì nó bị teo cơ. Dạ. Đứng vậy thì nó sụn xuống không à. Đi không có được. Dạ. Với nó chóng mặt nhất cái đầu đó. Rồi ngồi cũng không được luôn. Dạ. Lúc bệnh là bà có đi khám ở đâu không? Nằm nhà thương biết bao nhiêu nữa, nằm ở dưới tim mạch ở dưới á. Dạ. Nằm một tháng, nằm hết 20 ngày rồi. Dạ. Nằm liền liền mà ông nào ông đấy cũng trị hoài mà sao trị nó không có hết. Rồi hổm nằm với hổm sao mà mặt mày sưng phù hết trơn. Trời ơi, tới nay còn lem em. Dạ, con thấy hơi mí mắt của bà nó no lắm luôn. Ừ. Dạ. Bữa hổm dữ lắm kìa, không có thấy đường. Dạ. Bữa nay nó đỡ rồi đó cô. Dạ. Rồi mình không có tiền, sưng sưng cho để nằm thí mẹ nó nhà đi. Dạ. Thôi mình có tiền như người ta giàu ha. Người ta chạy tùm lum hết trơn rồi. Hiện tại là bà có uống thuốc thêm không bà? Uống thuốc thì rảnh nó với tim mạch không, không có uống thuốc nào nữa hết trơn. Dạ. Rảnh với tim mạch uống hoài mấy năm nay lận. Dạo này bà ăn thấy ngon miệng không? Ăn thì ngon, mà ngủ ngủ không được. Dạ. Rồi nó đau đủ hết trơn, ghim hết trơn, trời ơi mình mỉ. Dạ. Đau cái bao tử nữa. Con được biết là nhà bà cũng đông con nè, nhưng mà hiện tại là sống cùng với chú Sáu. Như chú Sáu không có. Dạ. Nó không có vợ. Dạ. Chú Sáu thì không có lập gia đình hả chú Sáu? Không. Dạ. Thì giờ là hai mẹ con sống nương tựa nhau. Hai mẹ con nương tựa nhau sống đó. Dạ không, chú làm nghề gì chú? Lúc trước thì đương ba giỏng rồi cho người ta đó, rồi giờ hết dây rồi. Dạ. Mình đợi dây. Vậy là hiện tại là mình không có đi làm được không. Tại vì có bà lớn tuổi thì thường là nhận đang giỏng về nhà để mình đang vừa chăm bà luôn hả chú? Ừ. Dạ, nó đâu có bỏ tôi đi đâu được đâu. Nó dạ. Mệt chừng nào nó mệt à. Nói chuyện với cô gì đấy ăn lá cái mệt. Cái thì mất đi nhà thương. Dạ. Rồi nó không có dám bỏ đi bằng cái gì được hết trơn. Dạ, rồi hiện tại là tiền mình làm đang giỏng đó thì có đủ để trang trải cuộc sống không chú? Ngày thì luôn 30 ngàn chứ lại. Dạ. Bệnh trình sát bảy cái giống. Rồi làm đi giờ đương mà giờ cơm nước rồi cho bả đi tiểu đi lấy đồ đó. Dạ. Vậy ra đâu có thời gian. Vậy rồi những lúc bà ốm đau thì chi phí của mình sao chú? Thì mấy anh với mấy em nó cho thêm. Dạ. Là mấy anh đi làm xa thì cũng nhín nhút nên gửi về một ít để cho mình lo toan cuộc sống ở đây. Ừ. Dạ, thì hôm nay con cũng biết đến hoàn cảnh của gia đình mình. Thì con đại diện cho Mạnh Thường Quân là anh Lê Quang Nhiêu. Trước là đến hỏi thăm sức khỏe gia đình. Dạ, sau thì anh cũng có gửi một phần quà đến cho gia đình mình. Chúc cho gia đình mình Tết năm nay thật là sum vầy, thật là hạnh phúc. Năm sau thì chú sẽ có thiệt là nhiều công việc làm tốt hơn. Dạ, phát triển hơn nha chú. Cảm ơn mấy cô, cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Yeah. Cảm ơn nhiều vậy lắm, nằm giờ nằm chỗ đó không có cái gì hết trơn trời. Dạ. Ơi. Chúc cho bà nhiều sức khỏe nha bà, giữ gìn sức khỏe nha bà. Gắng giữ sức khỏe nha bà. Hộ gia đình tiếp theo mà hai chị em đại diện cho Mạnh Thường Quân là anh Lê Quang Nhiêu đến thăm là hộ gia đình của bà Ba Bé. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị vào trong cùng với hai chị em để thăm bà nha. Dạ. Yeah. Dạ con chào bà. Dạ. Dạ. Chào bà, ba cũng mới tới. Dạ. Ừ. Mình ngồi ở đây nha bà. Bà ngồi xuống đây với con nha. Dạ. Không biết năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 72. Ngồi 72 tuổi rồi. Dạ rồi. Dạ. Rồi hiện tại bà ba sống ở đây cùng với ai? Cùng mình nên hả? Bà ba có đông con không? Có đông mà đừng nó nghèo chứ. Dạ. Bà nó đi bằng chỗ khác. Dạ đi làm xa hết bà ba? Dạ. Hai đứa. Hai đứa con thôi. Không có, có dạ. Năm đứa. Dạ năm đứa. Mà liều nó nghèo cái nó đi mặn với nó ở bên vợ nó. Dạ.
Đình bương chải mưu sinh. Dạ. Rồi hiện tại là lâu lâu có điện thoại hỏi thăm bà ba hay là về thăm mình bà ba không? Có, hỏi thăm. Dạ. Rồi hiện tại là bà ba có làm công việc gì không? Không, đi lượm đồ mũ với xong. Dạ, mình nhặt được bao nhiêu thì mình bán? 3-4-5 ngày mới bán. Dạ. Dạ. Bán được 100 mấy rồi ăn. Uống dạ. Thuốc, không ngày đau 3-4 ngày nay rồi, không có đi, không dám đi. Dạ. Bà ba bệnh sao trong người? Hả? Đủ bệnh hết trơn con ơi. À, đi lại người ta nói thiếu mô não rồi thiếu mô tim. Rồi thận yếu gì tùm lum hết trơn á. Rồi hút thuốc nam uống. Bà ba có thẻ bảo hiểm không? Dạ. Có thẻ bảo hiểm y tế không? Hết rồi, hết hạn rồi. Dạ, hết hạn rồi. Rồi người ta chưa cho cái khác. Dạ, nên là hiện tại cũng không có đi bệnh viện để mà khám kỹ được. Dạ. Không có đi, chưa. Dạ. Tại vì đi bệnh viện thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Nhiều. Dạ. Thì không có tiền đâu. Dạ. Bà ba ở đây có một mình rồi những lúc mà ốm đau bệnh hoạn thì làm sao bà ba? Đấy. Ở số thì mình chết, chứ kiếm dạ. Sao giờ? Rồi, bà ba đừng có tủi thân nha, hôm nay hai chị em con đến thăm bà ba nè. Dạ. Dạ. Trước là con đại diện cho Mạnh Thường Quân là anh Lê Quang Nhiêu. Dạ. Hỏi thăm sức khỏe bà ba nha. Dạ. Sau thì anh cũng có gửi một phần quà đến cho bà ba. Dạ. Chúc cho bà ba năm mới sắp đến rồi. Dạ. Thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Con cháu sẽ về sum vầy cùng với gia đình nha. Dạ. Cho bà ba bớt tủi thân nha. Dạ. Dạ. Bà ba cũng rất cảm ơn chú Mạnh Thường Quân, hai cô. Dạ. Phần quà của anh gửi thì cũng trị giá là 500.000 đồng. Dạ. Anh cũng gửi lời chúc Tết đến bà ba. Dạ. Chúc cho bà ba thật là nhiều sức khỏe, luôn may mắn và thành công nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Chúc bà ba năm mới sẽ được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn nha. Dạ, dạ. Năm sau và năm mới sẽ được nhiều tiếng cười hơn nha. Dạ. Dạ, bà ba đừng buồn nữa nha. Dạ. Tiếp theo thì hai chị em con sẽ đại diện cho Mạnh Thường Quân là anh Lê Quang Nhiêu đến tặng quà và thăm hỏi sức khỏe của bà ba Thủy nha. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng hai chị em cho con vào nhà nha. Dạ. Dạ, con chào bà. Dạ, thưa bà ba con mới tới. Bà. Dạ. Dạ, con chào bà ba nha. Dạ, không dạ, biết là à bà năm. Không dạ. Biết là năm nay bà năm bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ tuổi đúng rồi là 90 rồi đó. Ồ 90 tuổi rồi. Dạ. Dạ, rồi hiện tại thì ở đây là bà năm ở với ai? Dạ, tôi ở với nhỏ gái với cháu ngoại. Dạ. Người dạ. Con người cháu con... nội thì nó có vợ có con ba đứa rồi nó. Đi về bên vợ nó đâu ngoài gì ngoài Quy Nhơn ngoài gì ngoài dạ. Mới đây à. Chứ lúc trước nó cũng ở đây nó mần mướn mần đồ nuôi vợ nó rồi. Ba đứa con đông quá rồi trong này làm không đủ sống rồi nữa gì ngoài không biết nó giáp cá mướn nó làm này kia gì ngoài không biết nó không có tin tức nó không có điện cho biết gì trơn. Dạ vậy là cháu thì cũng không có gọi điện về cho nên là giờ mình cũng không biết là cháu dạ, mình như thế nào nữa. Sao? Dạ thì hiện tại ở đây là không xin số điện thoại không có gì hết rồi không biết gì hết. Dạ rồi hiện tại ở đây là người con gái của bà là có làm gì không hả ba năm? Không có làm gì trơn á, có thằng con trai của nó, có thằng nhỏ đi học 8-9 tuổi ở đây đó mà vợ chết. Rồi nó đi, người ta cào hến rồi nó đi vô đó, nó lựa, rồi nó vô bao, rồi nó vác lại xe cho người ta chở đi mướn một bữa trong ngoài. Dạ. Rồi đi làm như vậy đó rồi có đủ tiền nếu mà mình trang trải, mình lo cho cuộc sống hàng ngày của gia đình không hả bà? Dạ không có đủ, nhín nhút thôi. Dạ. Rồi lâu lâu hai ba đứa cháu nội nó có vợ hai đứa thằng trai thứ hai thứ ba. Rồi con tôi nó chết rồi đó. Ngồi trong thân nó 62 tuổi. Dạ. Rồi hai đứa kia tới giờ cũng không có con cái gì trơn mà nó mần trởn nó đủ sống trởn không. Dạ. Bà năm là có tổng cộng bao nhiêu người con lận? Có ba đứa chết, thằng trai lớn hồi mấy năm đi dân công của tiếng chết. Thằng trai thứ hai mới hai mấy tuổi rồi còn nhỏ này thứ ba. Thằng thứ tư cũng mới chết hồi năm rồi.
Dạ, con cũng chia buồn cùng với lại bà nha, bà cũng đừng có buồn nha bà Năm. Dạ, rồi bây giờ lớn tuổi rồi đó, không biết là sức khỏe của bà Năm tốt không, có bị bệnh hay là sao không? Dạ, bệnh thì ít lắm mà mấy năm rồi nó trật cái khớp này rồi cái... Bây giờ không có đi tới đi lui dưới đất cái gì nữa, cứ quần quần ở nhà thì con dẫn tới dẫn lui, tắm rửa đi cầu đi kỳ. Dạ, vậy là chỉ có đi quanh quẩn lại ở trên nhà thôi, chứ không có đi đâu được xa hết. Lâu lắm rồi, 2 năm rồi không có xuống đất, không có ra đường, không có gì hết. Dạ, rồi cái lưng của mình như vậy đó là bà có đi lấy thuốc uống hay là đi khám không? Có đi huyện này kia rồi, bây giờ nó bớt nhưng mà nó lòi dồn lên trên khúc xương này hết khúc nè. À, bị đẩy ngược lên trên ha. Dạ, dồn lên đó vậy đó. Rồi mấy hôm mà thời tiết mà trái gió trở trời hay là bị lạnh rồi đó là mình có nhức nhiều lắm không bà? Không có nhức. Có lâu lâu vậy có tiền cái kêu bác sĩ ở bên sông qua vô cho anh chai nước với chích thuốc vài bữa vậy đó, rồi nó bán thuốc cho uống mình thôi à. Dạ, rồi mỗi lần mà chích thuốc hay là truyền dịch như vậy thì bà thấy là sức khỏe của mình có tốt hơn không? Có đỡ lên được một chút nào không? Thấy thì nó cũng đỡ thôi chứ còn cái mà nhức đồ này kia như người ta thì không có. Dạ. Thừa nào giờ không có nhức. Dạ, con thấy bà Năm ốm quá chừng ốm, nên là bình thường bà Năm có ăn uống được không? Ăn ít lắm, ăn được, ví dụ như ba bữa ăn thì nửa chén, không có gì nào ăn đầy chén hết. Dạ, là mình ăn không ngon hay tại sao mà bà ba ăn ít như vậy? Ăn ít vậy chứ, ăn mà nó bới hơi nhiều cái ngán. À, vậy là bà ba ăn không có ăn được nhiều. Dạ, rồi tối bà ba ngủ được không? Ngủ không được, sáng đêm nay không có ngủ được. Dạ. Bắt nó mua thuốc ngủ. À, tại sao bà ba ngủ không được hay là bà ba có lo hay là có suy nghĩ về vấn đề gì không? Ngủ không được không, mà ngủ không được thì phải niệm Phật hoài, đặng cho quên dụ con cái nó mới đây mà nó chết. À, vậy là ba bị buồn ha, cho nên là cũng trằn trọc, cũng khó ngủ. Dạ, thì ngày hôm nay á, là con đến đây cùng với lại Út Nhàn. Con có mang đến một cái phần quà để mà đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Lê Quang Nhiêu, cũng nhân dịp đó là Tết đến xuân về. Anh muốn gửi tặng đến cho bà một cái phần quà để mà bà trưng Tết nha. Dạ, thì cái phần quà đỏ thắm này sẽ gửi tặng đến cho gia đình của bà Năm nha. Kính chúc cho bà năm nay sẽ được thật là nhiều sức khỏe nha. Bà sẽ bớt đi và nguôi ngoai đi cái nỗi buồn ở trong lòng, đón một cái năm mới sẽ được nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui hơn nha. Cảm ơn. Dạ. Bà Năm đừng có buồn nhiều nha, tại vì mình lớn tuổi rồi mà bà Năm cứ buồn hoài như vậy là sức khỏe của mình sẽ không chịu nổi đâu nha. Không dám nói. Hội gia đình cuối cùng mà ngày hôm nay con cùng với lại Út Nhàn ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của chú Chính Thiên. Hiện tại thì chú cũng sống chỉ có một mình nên thôi, lớn tuổi rồi. Để hiểu rõ thêm về hoàn cảnh gia đình của chú thì xin mời tất cả mọi người cùng hai chị em tụi con vào trong để mà thăm sức khỏe chú nha. Dạ. Dạ. Cái cầu nó hơi yếu nha chị. Dạ. Thưa chú, con mới tới. Dạ, trước đó thì tụi con cũng biết đến hoàn cảnh gia đình của chú Chính nha. Chú thì có chia sẻ với lại tụi con được biết là chú bị bệnh tim. Dạ, là cũng khá là lâu rồi, không biết là hiện tại sức khỏe của chú là nó đã ổn chưa hả chú? Bị bệnh năm ngoái anh vai cũng vẫn còn rồi, ngay nó giảm chút đỉnh rồi, chứ đi hơi lẹ cái nó mệt, còn thở. Rồi ngoài căn bệnh tim đó ra thì hiện tại chú bị gan. Bị thêm gan nữa. Gan nó ngứa. Dạ. Đêm ngủ vừa 2 tiếng hồ. Con thấy hiện tại là cái da của chú là nó bắt đầu bị nổi mấy cái mụn sần sần lên, với lại tai là bị lở hả? Đúng rồi, có đụng cái gì cái là chạy nó mạnh thì chảy máu, còn nếu không ấy thì nó nổi là nó đang kỳ. Dạ. Da thịt gì. Dạ. Vài ngày cái nó hết chứ không gì. Dạ, hiện tại thì chú có còn đi lấy thuốc uống nữa không? Không. Cái này mà mua là thỉnh thuốc nam uống rồi. Dạ, giờ này là mình không có lấy nữa mà mình chỉ thỉnh thuốc nam đi uống thôi. Dạ. Rồi uống như vậy thì chú thấy đỡ không chú? Ngay có tiền thì mua ba thuốc bắc thì uống đỡ. Dạ. Còn thỉnh thuốc nam thì uống cũng vậy, kệ uống thí mẹ có uống thôi chứ giờ sao giờ. Dạ, vậy là mình cũng cố gắng mình uống đắp đổi thôi. Dạ. Chứ mình cũng không biết phải làm sao bây giờ. Dạ. Dạ. Rồi con của chú là giờ còn ai ở chung với chú nữa không hay là đã đi làm hết rồi? Đi làm mà nó ở riêng tư hết rồi, có chồng có vợ hết. Vậy là đã đi làm hết rồi ha. Dạ.
Rồi có hay về thăm hay là Tết nhất rồi là có về không? Tết có về chứ mấy ngày thường đó, đi làm đó không có về. Dạ, rồi chú thì bệnh tim không có làm nặng được, cũng không có đi tới lui được nhiều. Thì cái tiền ở đâu mà hàng ngày mình chi tiêu sinh hoạt hàng ngày hả chú? Không sống thì sao giờ? Ngày hồi trước đó, thì tôi mạnh đó, tôi gói xuồng đó để dân lưới. Mình đi dân lưới ha. Dạ, dân xong nè. Dạ. Mạnh dân xong đêm nó ngay cũng được 70-80%. Đau, nhiều khi đau có từng lễ không có dân được, khó chịu sao vậy? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì cũng đâu có làm được nữa đâu. Không có làm được. Dạ. Mạnh thì xuống sông dân nó ngay có tiền, không nhiều, 170-180 ngàn. Xây sở thì mình làm dở thì mình sẽ ít. Cũng đủ cho mình đắp đổi qua ngày mình sinh sống ha. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay thì con cùng với lại Út Nhàn đến đây để mà thăm chú, thì cũng có một cái phần quà tụi con mang theo cùng đến đây nha. Đây là cái phần quà của Mạnh Thường Quân, đó là anh Lê Quang Nhiêu. Thì trên cái dịp đó là Tết đến xuân về, anh Lê Quang Nhiêu có một cái tấm lòng muốn gửi tặng đến cho chú. Đây là cái phần quà Tết mà anh gửi tặng, trị giá là 500.000 đồng. Cũng nhắn gửi một cái lời chúc, đó là chúc cho chú một năm mới sẽ có được nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống, và đón một cái Tết thật là ấm no hạnh phúc nha. Cảm ơn con giúp Mạnh Thường Quân này giúp được tôi, cảm ơn nhiều. Dạ, đây con gửi cho chú nha, chúc cho chú một năm mới thiệt là nhiều niềm vui, thiệt là nhiều tiếng cười nha. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân là anh Lê Quang Nhiêu rất là nhiều vì đã gửi tặng 20 phần quà đến tặng cho 20 bà con có hoàn cảnh khó khăn và những cụ ông cụ bà. Mỗi phần quà trị giá là 500.000 đồng để gửi tặng đến mỗi gia đình. Cảm ơn tấm lòng chân thành của anh rất là nhiều, chúc cho anh một năm mới thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ.